Liệu giáo viên có giao cho người vô gia cư bài tập về nhà không anh? À, hiểu rồi. Uầy, thằng này đi con tay này thông minh em nhở? SHIZN. Ờ rồi, ok. Đâu, cái video nào em mày? Uầy, cứ xem hết video đấy, clip nào cũng triệu view luôn. 3,4 triệu lượt view á. Rồi, ok xem nào. Em giúp một bạn đi xe lăn lên dốc, xong rồi bạn ấy cảm ơn. Em mà không có chi, sao bạn ấy có vẻ buồn? À, sao nhiều đứa mất dạy thế nhở? Một hôm em giúp bạn kia ngồi xe lăn lăn lên dốc, xong bạn ấy cảm ơn. Em bảo không có chi, sao bạn ấy có vẻ buồn á? Đó hiểu. Cái chi là bộ cái bộ phận chân với là tay của người ấy. Ờ. Bảo không có chi nên là kiểu không có chân, thế là. À, khịa ấy. Tức là thằng này nó làm cái content, tức là nó đọc lại những cái câu chuyện cười của người khác, đúng không? Đúng rồi anh. Ui, đúng rồi. Thông minh ấy nhở? Thế là nó cứ lên. À, ông này học Việt Đức cùng em ấy, người quen em cả. Ừ. Anh cũng lướt qua kênh của thằng này mấy lần rồi nhưng anh cũng không để ý lắm. Ờ, hóa ra là thế. Ok, xem thử một quả clip nữa nào. Tại sao quảng cáo dầu gội lại khoe tóc, quảng cáo sữa tắm thì khoe da, mà quảng cáo lại khoe cá tính ạ? Hỏi vô duyên thế. Nhưng mà tại sao nhỉ? Anh ơi, sao anh thức đến 3-4 giờ sáng mà mắt không thâm kẹo nào vậy? Mọi người nghĩ là mình chuẩn bị chạy một cái phương trình quanh màn hình như bình thường đúng không? Mà không, tất nhiên là mình phải dùng kem dưỡng mắt rồi. Và đây không phải là một video quảng cáo nhá. Lại là mình đây. Liệu giáo viên có giao cho người vô gia cư bài tập về nhà không anh? À, hiểu rồi. Uầy, thằng này đi con tay này thông minh em nhở? Đúng rồi. Thông minh vãi đái luôn. Ờ, đéo cần phải làm cái gì cả, đọc mỗi cái câu chuyện hài của người khác luôn. Uầy, em quen thằng này không? Bắt thằng này về DC luôn đấy. Em có quen, fan em mà anh. Ờ, thế thì bắt nó về luôn đi. Ok anh, tí em inbox. Ờ, tí inbox nhá, xong rồi tạo group luôn nhá. Ok. Xong rồi để bên anh vào việc luôn. Uầy, hay thế nhở? Sáng tạo thật đấy. Hay đấy, thế còn cái channel nào mới mới đúng không em? Ờ, hiện tại em mới thấy channel này lên rồi. Chất nhở? Giỏi thật. Mẹ. Mình mua tóc giả mà người ta ship cho mình tóc giả thì là mình mua phải hàng giả hay là mình mua hàng thật? Em vậy anh cho một người chơi này thì mọi người em tận dụng được chất xám vào từ trong này không? Ờ nhỉ, mẹ mày khó khó thế nghĩ ra. Clip ông Hiếu làm là toàn chất xám thôi. Ừ. Sự hay đã man. Công nhận lần đầu tiên anh thấy đấy. Mẹ khó như này mà nó cũng nghĩ mà nó làm được. Ui mà thằng này mới chơi nhá. Thằng này mới đăng clip ra từ hôm mùng 10 tháng 5, tức là mới được có tầm 27 ngày ạ. Một tháng ạ. Ừ, 27 ngày, chưa đến một tháng ạ. Chất thật. Ui, thằng này xoán ngôi rồi ạ.